Em mình xin mến chào cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Có Gì Đâu Đó nha. Hôm nay thì em mời cả nhà cùng làm chả cá với em nha. Mà chả cá này có lẽ là cá, dịch tiếng Việt là cá rô mà sông Nin đó mọi người. Em dịch như vậy mà không biết có đúng không nha. Có gì anh chị em thông cảm, nhưng mà cái tên của nó là tiếng Đức. Em có ghi ở phía trước video đó, mọi người nhìn vô là mong mốt anh chị em có thích đó thì có thể ra bên ra tiệm mua nha. Có tên tiếng Pháp và tên tiếng Đức luôn nha. Làm chả cá này hôm nay em làm 3 kg cá đó mọi người. Nhưng mà cá này em vừa xả đá, nó còn nước đá ở trong á. Mình sắc nghe rột rột nước đá, vậy là mấy xay nó mấy, mình làm chả cá nó mới dai nha anh chị. Cá này nó phi lê rồi nhưng mà nó cũng có xương, xương nó cũng to lắm mọi người. Khi mà anh chị em mà cắt á, thì để ý để rút xương ra để cho em bé ăn khỏi bị mất cổ nha. Mình cắt ra như vậy nè, đặng mình xay cho nó dễ đó mọi người. Nếu anh chị em nào mạnh tay á, thì mình có thể là cắt mỏng hơn chút xíu. Rồi nếu mà không có cối xay thì mà cắt mỏng thiệt mỏng, mình bóp á. Trong lúc mình ướp thì mình bóp cho nó nát ra thì nó cũng dai nữa. Loại cá này nè mọi người, ở bên Pháp bán rất là nhiều luôn, là cũng rất là rẻ luôn á. Nên anh chị em nào ở Pháp á, thì hãy đi mua thử nha. Cái tên cá em có ghi trước đầu video rồi đó nha. Rồi bây giờ thì em sẽ cắt hành ngò nha. Nếu mà anh chị em thích ăn với thì là thì mình có thể là bỏ thì là vô, hoặc là nếu anh chị em thích ăn cái mùi cá tự nhiên thì không cần phải bỏ những cái rau mùi như thế này ha. Còn em thì thích ăn ngò với lại hành cho nên em sẽ bỏ 2 cái loại này vô nha. Bây giờ thì em sẽ làm gia vị để ướp cá cho mọi người. Tiêu, mình làm chả cá thì mình cần có tiêu nhiều để đó không có bị tanh á, rất là cũng ngon nữa. Với lại em cũng thích ăn cay. Rồi 2 muỗng đường nha. 1 muỗng bột ngọt. 1 muỗng lưng lưng thôi nha. Dầu ăn em cho 1 muỗng nha, tùy theo anh chị thích nhiều ít nha. Nước mắm ngon, nước mắm hiệu Ban Cua nè mọi người. Em cho 2-3 muỗng, 3 muỗng nước mắm nha. Còn này là bột nổi nha cả nhà. Bột làm bánh đó, em bỏ vô xíu nữa nha, để giúp cho cái chả mình nó nổi. Rồi đây là 2 muỗng bột khoai tây. Cho nó dai thêm á, độ dai nó nhiều hơn đó mọi người. Rồi bây giờ chúng ta phải quậy khuấy đều cái hỗn hợp này cho hòa tan với nhau nha. Cái hỗn hợp nước ướp này là chỉ cho phân nửa của 3 kg cá thôi nha. Tại vì cái phần này em làm cho người lớn ăn có tiêu, còn cái phần còn lại là em pha cái khác mà không có tiêu cũng như vậy đó, cho con nít ăn. Giờ thì em sẽ trộn đều cái nước ướp này với lại cá nha. Cái thất bại là ban đầu em cứ nghĩ là cứ trộn như vậy rồi mình bóp nó ra thì nó sẽ nhuyễn, nhưng mà nó còn cứng, mọi người bóp không nổi nha. Sức đàn ông xã em bóp mà không nổi nữa đó, cho nên em phải đem vô xay lại nha. Em thấy người trên mạng người ta chỉ là cắt mỏng mỏng rồi mình không cần máy xay, mình bóp nó cũng nát ra nữa. Nhưng mà chắc có lẽ là em cắt hơi dày, với lại cá em nó còn đá cho nên nó không nổi đó. Em phải xay lại đó mọi người. Rồi bây giờ thì mình cứ chia phần ra. Cái này em học của chị Emily Cuộc Sống Pháp nè, lấy cái ráp nè chùm lại rồi mình ép nó thành cái miếng chả cá nha. Dày mỏng tùy thích nha mọi người. Em thì em thích mỏng mỏng để em ăn bánh mì á, cho nên em làm chả cá nó mỏng. Thứ nhất là chả cá mà làm mỏng nó sẽ dai hơn là chả cá dày đó mọi người. Cả nhà thấy em giỏi chưa, em quay qua lại được 3 miếng hình nè. Đó thì giống như là ai ăn thích ăn cái gì thì bỏ đó, thích ăn mặn ngọt lạc tự nêm nha mọi người. Cái này là mỗi một gia đình có một cái cách ăn, cách cái gia vị khác nhau nha. Em Hiền chỉ chia sẻ cái gì của em Hiền ở gia đình của em Hiền ăn thôi, chứ em Hiền không có chỉ nha, nhắc lần nữa nha cả nhà. Đó bây giờ em chiên nha, chảo dầu hôm nay là hơi bị hao dầu đó nha. Khoảng nửa lít dầu, hơn nửa lít dầu luôn á. Nhiều thì nó mới không chín chảo, nó mới chả cá nó mới nở đều nha, mới ngon. Thank you.
Rồi, đây là miếng đầu tiên em Hiền chiên nha. Thấy có ngon không? Rồi miếng thứ hai nè. Chiên cái này thì phải chịu khó xay xay chở chở nó thì nó không có bị khét nha mọi người ơi. Vậy rồi bây giờ là sau cái thành quả một mấy tiếng đồng hồ quần quật thì cuối cùng này cũng sắp xong rồi nè. Đó là miếng cuối cùng nha, bây giờ chưa có xong xuống bếp mà cái này phân nửa nó bị mất là do nó bốc hơi đó mọi người ơi. Làm gì làm đầu bếp phải thử trước cái đã đúng không? Hơi mỏng đúng không? Tại vì em muốn ăn cái bánh mì đó cho nên cái này mỏng á thì mình dùng bánh mì nó ngon hơn nha. Còn anh chị em nào thích dày hơn thì cứ làm dày nha mọi người. Đây cắt nghe cũng giòn giòn đó. Cái này mà có chén tương ớt kế bên thì thôi thua ha. Chấm ăn thử cũng ngon này, ăn không với tương ớt cũng được nè. Giòn bánh mì ăn sáng cũng hết sảy luôn nè. Hoặc là bún á, mình cắt dưa leo rồi vô rau xíu salad đâu đó, mình cắt lên cái mình xịt nước tương lên ăn, ôi cũng được đó ha mọi người ha. Cũng tiện cũng ngon. Đi picnic á, mình làm cái này theo ăn là dễ ăn nhất luôn á. Rồi em cảm ơn cái nhà tài trợ chả cá cho em là vợ chồng anh Bảo Bảo và chị Emily Cuộc Sống Pháp nha. Rồi chưa xong đâu, bây giờ cái tới cái màn chả cá hồi nãy em nhồi đó, bây giờ em cũng có mua được hũ qua đó mọi người, mừng quá trời, bữa đi tiệm Ấn Độ mua được nè. Nên là hả dồn hũ qua chả cá luôn nha. Nhưng mà chả cá này em có pha thịt bằm vô đó để mình dồn hũ qua nó ngon hơn. Thường hũ qua dồn chả cá phải có thịt bằm nha. Rồi hả cái chả mà còn dư lại em vò viên á, thả vô coi nướng nó ngọt mà nó ngon mà nó dai lắm đó mọi người. Nói chung là em tự khen nha, cái nồi hũ qua này của em nó rất là ngon nha. Em quảng cáo mà em đã tự nấu vậy đó, chứ mọi người muốn thử phải mua vé máy bay qua Thụy Sĩ gặp em mới có, mới được ăn hũ qua hầm kiểu có gì nấu đó nha. Canh hũ qua hầm thì các anh các chị cô chú nấu ai cũng biết nấu hết trơn rồi, nêm gia vị của gia đình nha. Thì em thì nêm có nước xíu nước mắm chanh nước ở trong nè, gia vị nấu ăn hàng ngày, đường bột ngọt đồ muối đồ. Rồi bây giờ thì em sẽ cắt hành ngò vô nha để cho thơm với lại nó hấp dẫn xíu nữa nha mọi người. Còn anh chị em nào thích ăn tiêu á, bỏ thêm tiêu lên mặt nó cho thơm nha. Khoan khoan, có gì đâu đó để em bonus thêm cái gì không? Tỏi phi đó, có nhiều bỏ hết vô nhiêu luôn á, có tỏi phi lên nó thơm nha cả nhà. Còn không có là thôi không sao, tại vì có gì đâu đó, có gì có là em bỏ vô hết miễn sao mà nó thơm nó ngon nó ăn được là ok đó. Bây giờ thành quả của em, cái nồi hũ qua của em vậy nè mọi người. Em mời cả nhà mình cùng thưởng thức canh hũ qua với chả cá của em nha. Rồi em đã xong việc nấu ăn rồi, em mời cả nhà cùng thưởng thức món canh hũ qua hàm chả cá với lại chả cá chiên nha. Em cảm ơn, còn cảm ơn cô chú anh chị em đã ghé qua kênh ủng hộ. Chúc cả nhà mình vào bếp nấu ăn ngon và ăn ngon miệng nha. Bye bye và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.